chưa chị ơi? Nằm chưa? Nhanh lên có cắt bể á. Mà chị và cắm rất lương tâm mà chị thử bỏ đấy nhá. Em cũng đang táo à, hết cả lên này. Tủ hồ sơ của bác từng ngày cái giấy tờ làm sao mà biết được. Mà bọn mình cứ lục đồ của bác này ác nhỉ. Là bác mà vừa mới ra ngoài mà biết được là con ruột này, con dâu tương lai này, các cháu này tạo phản như thế này nhá, đuổi cổ cả lũ luôn. Này, bọn mình ăn nhờ đậu, hai cái thân phận đi nhờ nhà người ta mà lại còn lục trộm đồ như này là tội đồ lớn lắm đấy. Thôi bạn. Chị đừng có nói nữa, em bắt đầu ân hận dần rồi đây. Ân với chả hận, thì mấy cái ta ly cổ bác mày lục hết chưa? Này, có thấy cái thư tình nào không? Thì mấy cái đấy là em tìm đầu tiên rồi, một đống thư tình của bác luôn á. Con cháu mất dạy thật đấy. Thế mày có thuật kết bước nào để chị em mình đọc và học hỏi không? Thì bây giờ bao nhiêu thứ bây giờ mình còn tìm chưa thấy mà chị cứ hóng linh ta linh tinh thôi. Em chỉ chụp được mỗi một bức dài nhất thôi. Không sao nào. Chị bảo này, cái bức này nhá mà không phải dành cho bác Thúy nhá, mà là gửi cho cô người yêu nào nhá thì sợ là banh xác này. Chị em bác Thúy không biết chị em mình chết chết trước đây. Thì bây giờ có mỗi chữ em yêu chứ biết em yêu nào. Nhiều em nhỉ. Nhưng mà thấy cứ anh nhớ em nhiều nhắm như thế này thì bác Thúy bác cũng đánh chết mình tận. Anh à, bọn em chưa tìm được gì đâu. Mà chỉ sợ bác sắp về thôi. Anh nhớ câu giờ nhá. Lấy thuốc xong rồi còn câu cái gì nữa? Sao chúng mày lề mề thế? Anh tưởng tìm dễ lắm nhỉ? Không gọi anh về đây tìm đi, khó vãi cả trưởng. Bao nhiêu giấy tờ làm sao mà biết được bác cất ở đâu? Em đang hoa hết cả mắt đây này. Ừ đúng rồi đấy, anh câu giờ đi. Đi về rồi đây này, biết câu giờ kiểu gì? Ôi, anh ơi, anh cũng đi khám đi. Tao có chữa đâu mà khám. Thế bây giờ bao nhiêu bệnh thì anh thử xem cái bệnh nào liên quan đến mình hay là gần với mình, kẻ lở hắc lao lang ben nắm ra đầu các thứ đi. À, anh đi khám tổng quát cho em. Khám tổng quát kiểm tra xem có đủ sức khỏe để làm bố với cả để chăm nuôi con không. Ok. Này, mày đưa chị chìa khóa đây. Mày lên cái thằng lấy ba này mà. Thế nhở? Đấy. Đấy, bà thấy được không? Cái bình đấy, cái kê ở đây đẹp như thế. Công nhận. Ông để cái bình ở đấy ấy, trông đẹp hẳn lên đấy. Nó rất hợp với cái váy của bà. Trời ơi, bà ghê ghét là ngồi êm ru cơ. Ừ. Nè, thế ở ngày xưa ai cứ chê tôi. Lúc tôi mua của nhà lão Kiên đem về, bà cứ chê đồng nát tốn tiền. Giờ thấy đẹp chưa? Thì lúc ông mang về, ông nào là gói bìa cắt tông, nào là ly lông trông có khác gì đồng nát đâu, tội chả bảo thế. Ai biết đâu để vào đấy nó đẹp thế này. Êm thật đấy nhỉ? Ở đây này không? Đây. Công nhận, ghế êm lắm. có êm bằng tôi. Lại bắt đầu nhăn nhở rồi. Ông không nghiêm túc được à? Thì đấy, nghiêm túc này. Bà nhìn về hướng tay tôi kìa. Đấy, cái góc đấy tôi định làm một cái nhà vệ sinh. Trong tôi lắp toàn gương. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nó hợp với dáng của bà. Như thế cũng ấm cúng. Mai mốt con Thanh thì mình đừng đi lấy chồng á. Nhà có mỗi tôi với ông thôi. Ở rộng quá, cha để làm gì. Nó đi một thì nó về nhà ba bốn thì lấy đâu ra mà buồn. Mà nói thật thì cũng may mua được cái nhà này, nó gần nhà bác Thành. Công nhận đấy. Tôi với ông tích cóp cá một đời mua được cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Nghĩ bây giờ chỉ thương cái bọn trẻ thôi. Thời buổi làm ăn nó khó khăn. Như là cái thằng Đạm á. Thương thế chứ. Thằng Đạm á? Ừ. Bà đúng rồi, ruột để ngoài da. Ngày xưa thì cấm cả nó, bây giờ thì có bao nhiêu là dành hết cho con rể. Tôi nhá, chả có phân biệt. Con nào cũng là con mà cháu nào cũng là cháu. Ôi dồi ôi, bây giờ tôi đang thương cháu tôi đứt hết cả ruột thế này. Con Thi mấy hôm nay nhìn á, trông gầy rộc đi. Cái quán trà ảm đạm lắm, doanh thu kém lắm. Khổ thân cái con Thi ấy. Bao nhiêu thứ là dồn hết lên đầu. Nào tiền nhà, tiền cửa, tiền nhân viên. Không hiểu nó có gồng mình được không chứ. Đã đến lúc bố mẹ phải vào cuộc rồi. Tôi thấy chị Thúy là chị quyết tâm lắm rồi đấy. Chả hiểu là anh Thành anh ấy có chịu xuất tiền ra không cơ. Chuyện bác Thành, bác ấy
Hòa hoãn chứ con Thi ấy, là mừng rồi. À, mình can thiệp sâu làm sao được nữa. Chuyện tiền nong là một chuyện thôi, nhưng cái gì căng đan ấy, giải quyết mới là vấn đề. Nẫu hết cả ruột. Bọn này lề mề thế nhỉ? Đây rồi. Ôi trời ơi, trời ơi. Lấy được chưa? Đây rồi anh ơi, bọn em chạy tụt cả quần. Eo ơi, bọn em vừa mới bắt đầu cầm một tờ giấy thì bác chạy đến cửa, sợ quá. Cũng may là bác hỏi ông Lang rất kỹ càng về tình hình của chị, thành ra là bọn chị mới đi lâu được như thế đấy. Thôi chị xem đi. Em xem có đầy đủ không? Đầy đủ rồi đấy. Thế là tốt rồi. Thế là mai mình đăng lên page của quán, thế là xong đúng không? Đúng rồi. Chưa xong được. Thế chưa xong thì mình còn phải làm gì nữa hả chị? Dù có bằng chứng như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cần một người đứng lên để xin lỗi. Đấy là một trong những cách mà có thể xoa dịu dư luận một cách hiệu quả nhất. Buồn cười thế nhỉ? Đã bảo là con bé người yêu thằng Khánh là người nhận lỗi và sai rồi, có phải liên quan gì đến mình đâu mình phải xin lỗi. Em này, trong kinh doanh ý, lỗi sai bao giờ cũng thuộc về mình. Khách hàng là thượng đế, mình luôn luôn phải chiều khách hàng. Mình để xảy ra lùm xùm nhá, để cho khách hàng người ta phải lo về cái chất lượng của sản phẩm bên mình là mình sai rồi. Nếu mà bây giờ đại diện xin lỗi chỉ có cái Thi thôi. Mà chính nó là cũng liên quan đến cái vụ mà thằng Khánh này bị đánh ghen còn gì nữa. Em chỉ sợ với tính cách của cái Thi ấy, nó không xin lỗi đâu. Với lại còn mình còn phải đăng video, quay clip. Hơi khó đấy anh ạ. Bà Thi, bà vừa khó tính, đã thế là còn là dân tự kỷ nữa. Đợi bà ấy trường mặt ta xin lỗi thì hơi bị khó đấy. Đúng rồi, giống tính ai mà bướng thế nhê. Nó giống tính bố anh chứ còn ai nữa. Hai người lúc nào khắc khẩu ấy, nhưng mà thật ra là rất giống tính nhau. Thế anh giống tính ai? Anh nhà em ý là giống bác Thúy chị ạ. Nhưng mà nhìn thế này thôi, nhưng anh rất là mềm mỏng chị ạ, rất là yếu đuối. Chị có tin không, chị mà bỏ anh ấy nhá, anh ấy lăn đùng ngã ngửa dãy đình đạch ra, anh ấy xin lỗi chị. Chị mà không tha thứ nhưng anh còn khóc cơ, sao anh còn thậm chí ra ngã tư, ngã năm anh dãy đình đạch ra như ông Chí Phèo luôn. Này mày không cần phải nói giọng đấy nhá, tao thích thế đấy. Ôi chú thấy không, nhiều khi nó cứ uốn nào uốn nẻo. Mình nhìn mình còn lộn ruột nên nói gì con Minh. Thì vợ mới con đầu, hồi trẻ anh em mình cũng thế, anh cũng chê. Ngồi nói chuyện cứ xung đùi chóng hết cả mặt. Em nói bác nghe chứ bác, nó thì mềm như cái mình nó cứng, bù đi bù lại cho nhau thế là hợp rồi. Em thì thấy chưa phát triển gì nhiều, nhưng mà bước đầu như thế cũng là được rồi. Cái mình nó cũng quan tâm đến nhà mình đấy chứ. Đúng không? Tôi cứ mong nó lấy vợ đi, để cho con vợ nó dạy bảo trong này nhá. Chứ tôi hết hơi hết sức rồi. À, lại còn thế này đấy chứ. Thì cứ nằng nặc là lúc sang bên Đông Lang ấy, cứ nằng nặc là kêu là đòi khám, kêu là người khó chịu nọ kia cái thứ. Ông Lang Trung ông khám xong ông bảo cái thằng này nó khỏe như voi ấy, một lúc có thể đẻ đến 3-4 đứa nữa. Thế cơ. Thằng này khá. Bác còn mong cái gì nữa nào. Em thì thấy cái mình nhà mình nhá, nó là công lớn đấy. Công của nó ở đây là khai thông cho dòng họ nhà mình, để nối tiếp sau nó cho nó đi lấy chồng lấy vợ hết đi. Mình nó sinh con đẻ cái hàng đàn ra đấy, mình thì chả hạnh phúc quá nhỉ. Mình thì cũng muốn như thế lắm. Nếu mà không vướng cái chuyện này chuyện kia thì đúng là mình cũng phải dành nhiều thời gian để mà quan tâm đến Minh, đến cháu. Nhiều khi mình cũng thấy áy náy trong lòng lắm đấy. Thế thì mình tính giải quyết hết đi anh nhỉ. Quên. Thế cái việc trả của Thi thế nào? Anh định tính nào anh nói cho em nghe. Em thấy rằng là mình không thể chần chừ nữa đâu anh ạ. Cái việc ấy thì...